Thưa quý vị, tình hình căng thẳng tại Niger chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau cảnh cáo của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS với chính quyền quân sự Niger khi phe đảo chính tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum về tội phạt quốc. Trong diễn biến mới nhất ngày 17 tháng 8, ECOWAS tuyên bố đã bắt đầu tập hợp lực lượng dự phòng nhằm đưa Tổng thống bị lật đổ trở lại nắm quyền và lập lại trật tự hiến pháp ở Niger. Kênh truyền hình Al Haddad đưa tin, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS thông báo rằng một cuộc họp bất thường của Ủy ban các tư lệnh quốc phòng các quốc gia thành viên của cộng đồng được tổ chức tại Accra, Ghana vào ngày 17 đến ngày 18 tháng 8 để hoàn thiện kế hoạch triển khai lực lượng phản ứng nhanh ở Niger. Theo ECOWAS, Ủy ban các tư lệnh quốc phòng đã bắt đầu tập hợp lực lượng dự phòng để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger. Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 12 tháng 8, nhưng sau đó đã bị hoãn vô thời hạn vì lý do kỹ thuật. Trong thông báo được các nguồn tin khu vực trích dẫn ngay trước khi khai mạc cuộc họp quan trọng kéo dài 2 ngày của tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS tại Ghana để thống nhất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger, Ủy ban An ninh và Hòa bình ECOWAS nêu rõ, kế hoạch can thiệp quân sự đã sẵn sàng và đây sẽ là giải pháp cuối cùng để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger nếu các biện pháp ngoại giao thất bại. Trong cuộc họp với lãnh đạo quân đội các nước thành viên tại Ghana vào ngày 17 tháng 8, ông Abdel Fattah Moussa, ủy viên phụ trách vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS cho biết, bằng mọi cách, trật tự hiến pháp cần được khôi phục ở Niger. Các lực lượng Tây Phi đều đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nếu các biện pháp ngoại giao thất bại. Ông Moussa cho biết, hầu hết thành viên ECOWAS đều đồng ý tham gia lực lượng thường trực có thể can thiệp vào Niger, trừ những nước do chính quyền quân sự lãnh đạo. Bạn biết đấy, họ đang giả vờ rằng họ đã sẵn sàng đàm phán. Nhưng ngay cả khi họ nói với chúng tôi rằng họ sẵn sàng đàm phán, họ vẫn đang tìm lý do để biện minh cho một cuộc đảo chính phi lý. Hãy để tất cả không nghi ngờ gì rằng nếu việc đàm phán thất bại, thì các lực lượng của Tây Phi, cả quân sự và dân sự, đều sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ bằng mọi cách có thể. Trật tự hiến pháp tại Niger sẽ được khôi phục và cuộc họp hôm nay là minh chứng cho điều đó. Ủy ban An ninh và Hòa bình ECOWAS cáo buộc chính quyền quân sự Niger tìm cách hoãn binh để củng cố chính quyền đảo chính khi phát đi tín hiệu về sự cởi mở trong đàm phán ngoại giao. Ủy ban trên nhấn mạnh rằng khối này sẽ khôi phục trật tự hiến pháp cho Niger bằng mọi biện pháp có thể. Cuộc họp thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger diễn ra sau khi đã qua thời hạn chót ngày 6 tháng 8 để phe đảo chính trả tự do và phục hồi chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum, nếu không sẽ đối mặt với cuộc can thiệp quân sự. Trong nhiều tuần qua, ECOWAS đã cân nhắc về việc sử dụng vũ lực mà khối này cho là phương sách cuối cùng. ECOWAS trước đó cho biết các chỉ huy quân sự của khối đã hoàn thiện kế hoạch can thiệp quân sự tại Niger vào ngày 4 tháng 8. Theo đài phát thanh truyền hình của Pháp, khối này đang tập hợp khoảng 25.000 binh sĩ, hầu hết đến từ Nigeria. Hồi ECOWAS trước đó đã áp đặt nhiều biện pháp cấm vận kinh tế nhằm vào Niger, bao gồm cắt đứt giao dịch tài chính và nguồn cung cấp điện, đồng thời đóng biên giới và ngăn cản quá trình nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu cho một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Trước đó, trong cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ hai hôm 10 tháng 8 tại Nigeria, các nhà lãnh đạo Tây Phi đã quyết định kích hoạt lực lượng thường trực của khối này nhằm sẵn sàng cho kịch bản can thiệp quân sự vào Niger. Cho đến nay, ba quốc gia thành viên của khối là bờ biển Nga, Senegal và Benin đã cam kết cử lực lượng tham gia chiến dịch can thiệp. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên tuyên bố phản đối và không tham gia bất kỳ động thái quân sự nào vào Niger. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi đã họp để xem xét liệu họ có hỗ trợ can thiệp quân sự hay không, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định công khai. Hội đồng này có thể bác bỏ cuộc can thiệp quân sự nếu họ cảm thấy rằng sự ổn định nói chung của châu Phi đang bị đe dọa do hành vi can thiệp đó. Nếu hội đồng này bác bỏ sử dụng vũ lực, có rất ít căn cứ để ECOWAS giải thích cho hành vi can thiệp quân sự về mặt pháp lý. Trong khi đó, ngày 15 tháng 8, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng. Thủ tướng Ali Mahamat Lamine-Zen do chính quyền quân sự ở Niger bổ nhiệm cho biết, Niger sẵn sàng cởi mở và đối thoại với tất cả các bên, nhưng nhấn mạnh rằng đất nước Niger cần được độc lập. Bên cạnh tuyên bố sẵn sàng đối thoại, chính quyền quân sự Niger cũng liên tiếp tăng cường lực lượng và khí tài về thủ đô Niamey để ứng phó, đồng thời tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum về tội phản quốc và phá hoại an ninh đất nước. Các nhà phân tích khu vực và quốc tế lo ngại, nếu cuộc xung đột vũ trang nổ ra tại Niger, hậu quả thảm khốc của nó sẽ không dừng lại ở bên trong biên giới Niger, mà còn có nguy cơ cao sẽ lan rộng toàn khu vực,
nhất là sau khi hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso tuyên bố coi mọi hành động can thiệp quân sự vào Niger là lời tuyên chiến với hai quốc gia này. Thưa quý vị, Niger là trung tâm trong các nỗ lực của Mỹ nhằm chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan đang gia tăng ở khu vực Sahel trong một thập kỷ qua và đã có tầm quan trọng lớn hơn kể từ sau cuộc đảo chính ở Mali. Trong bối cảnh triển vọng khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum có vẻ mờ mịt, nhiều quan chức Mỹ lo ngại những khoảng trống trong ảnh hưởng của Mỹ ở châu Phi sẽ được Nga có thể tận dụng gia tăng ảnh hưởng sẽ là một vấn đề lớn đối với Washington. Sự hiện diện của tập đoàn lính đánh thuê Wagner trong các xung đột quân sự tại châu Phi khiến Mỹ càng thêm lo ngại về ảnh hưởng của Moscow tại lục địa đen. Tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu Jim McCursick cho rằng Niger là pháo đài an ninh và hy vọng cuối cùng ở Sahel. Khoảng trống mà Mỹ để lại ở đó có thể được Nga tận dụng để gia tăng ảnh hưởng. Đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng thực sự. Những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm làm suy yếu các mạng lưới khủng bố trên khắp thế giới, phần lớn đã thành công ở các điểm nóng như Iraq, Syria, Yemen. Ở châu Phi thì tình hình không được khả quan như vậy, đặc biệt là ở Sahel. Khu vực bán khô hạn rộng lớn ở phía nam sa mạc Sahara, nơi các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang giành được vị thế với tốc độ đáng báo động. Các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thường dân ở Niger đã giảm 49% trong năm nay, phần lớn là do 2.600 binh sĩ Pháp và Mỹ đang huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng Niger, cũng như chiến lược chống nổi dậy đa hướng của Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum, các nhà phân tích đánh giá. Giờ đây, tất cả những nỗ lực và thành quả đạt được có thể sẽ tan thành mây khói nếu nổ ra xung đột trong khu vực, hoặc chính quyền quân sự ra lệnh cho các lực lượng phương Tây, bao gồm 1.100 lính Mỹ rời đi và yêu cầu đóng cửa 3 căn cứ máy bay không người lái. Khoảng trống an ninh ở Niger có thể khuyến khích các lực lượng cực đoan tăng cường tuyên truyền, tuyển dụng các chiến binh địa phương và thậm chí cả nước ngoài để thực hiện âm mưu tấn công các nước phương Tây. Các quan chức Mỹ đánh giá việc không có sự hiện diện trong khu vực sẽ khiến giới quân sự Mỹ khó xác định và không thể nhanh chóng phá vỡ các mối đe dọa khi chúng manh nha hình thành. Bên cạnh đó còn là mối lo những sự kiện gần đây sẽ mở toang cánh cửa cho Nga gia tăng ảnh hưởng trong khu vực thông qua lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Colin O'Clark, nhà phân tích chống khủng bố tại Chauvin Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York cho biết, việc Mỹ rút khỏi Niger và đóng cửa các căn cứ máy bay không người lái của nước này sẽ là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực chống khủng bố của phương Tây ở Sahel. Ouhumadou Mahamadou, thủ tướng của Niger cho đến trước khi cuộc đảo chính nổ ra, chia sẻ, Niger từng là rào cản chống lại các nhóm khủng bố đối với các quốc gia ven biển. Một Niger suy yếu sẽ có rất ít cơ hội để giữ được vai trò này. Tổ chức khủng hoảng quốc tế ICG đã cảnh báo rằng sau những gì xảy ra ở Niger, bạo lực cũng có thể lan sang bờ biển Nga, một trong những cường quốc kinh tế của khu vực. Pauline Bars, phó giám đốc chương trình châu Phi tại ICG đánh giá, tất cả các quốc gia vùng vịnh Guinea đều rất lo lắng. Giữa làn sóng phẫn nộ về cuộc đảo chính ở Niger và khả năng lực lượng Wagner có thể xuất hiện ở quốc gia này, thì các nhóm Hồi giáo trong khu vực có thể đang ăn mừng cơ hội để mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Niger là trung tâm trong các nỗ lực của Mỹ nhằm chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan đang gia tăng ở khu vực Sahel trong một thập kỷ qua và đã có tầm quan trọng lớn hơn kể từ sau cuộc đảo chính ở Mali. Trong bối cảnh triển vọng khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Bazoum có vẻ mờ mịt, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc hai lựa chọn chính. Thứ nhất, Mỹ có thể chính thức tuyên bố sự kiện xảy ra ở Niger là một cuộc đảo chính quân sự và bắt đầu quá trình kích hoạt các lệnh trừng phạt của Quốc hội đối với những kẻ phạm tội và cắt giảm viện trợ, giống như những gì Mỹ đã làm khi các lực lượng quân sự tiến hành đảo chính gần đây ở Mali và Burkina Faso. Thứ hai, Washington có thể tìm kiếm một thỏa thuận với chính quyền quân sự để tiếp tục hợp tác chống khủng bố. Cho đến nay, tình hình tương đối yên bình và không có sự ra tay của chính quyền. Những mối đe dọa can thiệp quân sự của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS và hy vọng về một giải pháp ngoại giao đang cạn kiệt khiến chính quyền Biden phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong những ngày tới. Các quan chức Mỹ thừa nhận nước này có thể phải tìm đối tác thay thế, nhưng điều này cũng đang bị hạn chế. Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận ở Mauritania, Ghana, Chad và các nơi khác trong khu vực, nhưng không có quốc gia nào trong số đó nằm ở vị trí trung tâm như Niger, hoặc có vẻ như sẽ chấp nhận sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ tại quốc gia của họ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định với báo giới vào hôm 15 tháng 8 rằng Niger là một đối tác quan trọng đối với Hoa Kỳ trong khu vực. Có một tia hy vọng nhỏ đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden khi họ đang cố gắng cân bằng giữa việc chưa chính thức gọi những gì xảy ra ở Niger là đảo chính với mong muốn duy trì sự hiện diện an ninh ở Niger. Là việc quân đội tiếp quản chính quyền dường như do mâu thuẫn cá nhân hoặc bè phái hơn là câu chuyện xung đột hệ tư tưởng. Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ được phương Tây hậu thuẫn ở Niger cũng đã làm sống lại một cuộc tranh luận về việc liệu Mỹ có phải quá thiên về an ninh, cách tiếp cận bị thiếu sót ngay từ đầu. Alexander Noe, một nhà khoa học chính trị tại tổ chức phi lợi nhuận RAND Corporation, cho biết
Mỹ có cách tiếp cận quân sự hóa quá mức để chống khủng bố, và chính sách đó làm cho chính phủ Mỹ bị tổn thương. Ông Noye nói rằng, viện trợ của Mỹ cho các quốc gia như Niger sẽ hiệu quả hơn nếu ưu tiên hỗ trợ quản trị thay vì cung cấp hỗ trợ sát thương như máy bay không người lái và huấn luyện lực lượng đặc nhiệm. Các quan chức Tây Phi đã cảnh báo rằng nhóm lính đánh thuê Wagner có thể sẽ tới để lấp đầy khoảng trống nếu quân đội Pháp rời đi. Trong bối cảnh có tin đồn rằng một quan chức chính quyền quân sự Niger gần đây đã gặp đại diện của nhóm Wagner ở Mali. Giới chức Mỹ thừa nhận không có bằng chứng nào cho thấy Wagner đã giúp xúi giục quân đội tiếp quản quyền lực ở Niger, nhưng nhóm này rõ ràng đang muốn khai thác tình hình hiện nay ở Niger. Người sáng lập của Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói trong một tin nhắn thoại được cho là nhằm vào chính quyền quân sự Niger rằng hãy gọi cho công ty này bất cứ lúc nào. Thông điệp của ông Prigozhin đã được chia sẻ vào tuần trước trên các kênh Telegram có liên hệ với Wagner.